Quang Đậu xin giới thiệu cho các bạn làm sao biết về cái sự đổi mới của thành phố Phan Thiết với một số địa bàn dân cư như là khu dân cư Kinh Bàng, thì khu phố 11 của phường Phú Trinh có nối tiếp với cái đường ra sau cái khu dân cư Kinh Bàng này. Thì như các bạn đã thấy thì một số hình ảnh mà hôm trước mình minh họa, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là ủy ban phường Phú Trinh đã thực hiện đúng cái sự chỉ đạo của cấp trên. Hồi trước là coi như là tập kết rác các nơi, tất nhiên là những cái nhà ở của cái khu dân cư này về nơi mà khu Kinh Đào đã quy định để tập kết rác. Tại vì những cái hẻm hóc không thể nào xe vô được, cho nên là phải tập kết đúng quy định. Thì hôm nay là coi như là phường Phú Trinh cũng đã dẹp dọn lại sạch sẽ để cho cái công trình thủy lợi đang thực hiện thi công cho cái kênh đào này. Thì các bạn cũng đã thấy cũng có một cái biệt thự mọc lên ở cái khu vực này. Thì một số hình ảnh mà đã được nhân rộng lên để cho các bạn thấy là có những cái nơi mà người dân không thực hiện được theo cái chỉ thị của nhà nước, mặc dù là có những cái bảng cấm đổ rác, nhưng mà người dân vẫn thực hiện là đổ rác bình thường, coi như là điếc không sợ súng. Từ chỗ điếc không sợ súng đó thì tự nhiên mỗi người là làm theo cái ý thức, mà ý thức là không tự giác. Người ta đã không cho đổ rác nữa mà cấm những cái bảng này từ 3 triệu đến 5 triệu mà người dân cũng thoải mái xách cái túi như là ra bỏ ở tại nơi này. Thì như cách đó nằm một đống rác ra ngoài đường luôn đó. Rồi đó, các bạn nghĩ như thế nào đó? Một cái khu vực là coi như là rất là sạch sẽ đó, mà bây giờ là đem ra làm như thế này thì rất là rất ô uế. Cái dòng kênh là dòng kênh đen giống như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Sài Gòn đó, như vậy các bạn thấy đó. Đây nè, sẽ có một cái cụ thể nhất là một cái người dân đó đến đó đem rác ra, các bạn thấy không, không thể nào mà chối cãi được rồi đó, thấy chưa. Mình bây giờ mình tình cờ thôi, mình không cố ý để mình đi làm việc này đó. Cái anh này, anh là người hùng của cái khu Kinh Bàng đó, anh chuẩn bị đó, không phải là bỏ hôm nay đó, anh đi chậm rãi thoải mái ha, mặc kệ ai cấm bản 3 triệu 5 triệu, mà chính nơi này là nơi là an toàn nhất đó, chỗ nào mà cấm coi như là rất an toàn nhất đó. Đó, thì các bạn đã thấy rồi đó, đó người hùng đó. Người hùng trên sân ga, ngày đây là người hùng Kinh Bàng đó. Đó thì các bạn, Quang Đậu sẽ giới thiệu một số hình ảnh chi tiết, không phải là Quang Đậu rảnh để đi làm những cái việc này, nhưng mà tại vì mình đang ở cái vị trí và địa điểm của khu dân cư 19/4, nó ảnh hưởng đến cái công việc mà người dân cần cái môi trường xanh sạch đẹp đó, các bạn thấy không, đã lâu lâu có xe đổ đi nhưng mà mình không bắt gặp được đó. Thì hôm nay mình sẽ bắt gặp một cái người hùng của khu Kinh Bàng ra bỏ rác ra, các bạn thấy không, cấm đổ rác và xà bồng, phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu theo điều 20 nghị định 135 xuyệt 201 nghị định của chính phủ ngày 18/1/2016 đối với hành vi vứt rác thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định nơi công cộng đó, các bạn thấy không. Thôi, Quang Đậu sẽ giới thiệu như vậy thôi, để các anh em gần xa xem thấy những hình ảnh này thì sẽ cho biết ý kiến như thế nào đó đối với phường ủy ban phường Phú Trinh. Xin chào các bạn.